Chào quý khán giả nha. Thì cụ bà nè, 85 tuổi nè quý khán giả. Đâu chúc cho con cháu hơn nha. Sao bà? Cho bà như giờ cho nhưng mà cầu chúc con phải trúng nghiệp may mắn. Quý khán giả nha. Thì hôm nay em trên đường. Đi trên đường thì em gặp bà cụ là bà lùm dây chai quý khán giả. Thấy bà lùm cụm luôn à. Mà bây giờ bà còn buồn lãnh nữa ha. Bà đi lụm gì vậy bà? Bà lụm gì vậy? Đồ ngủ với chơi. Dạ, bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 85 hả? Rồi nhà bà gần đây không? Dạ, tôi ở dưới chỗ bị sập điện đó. Dạ, rồi có con cái gì đông không? Có con ở sạch nhà, con bốn đứa mà chết chứ hai đứa. Cho hai đứa, còn hai đứa kia làm gì? Hai đứa kia hả? Dạ. Nó bỏ không? Nó bỏ bà hả? Nó bỏ luôn. Nó mất nợ, không biết cái gì ra thằng Út. Nó năm nay nó 42 rồi. Dạ. Bỏ chứ luôn rồi. Mà bỏ bao lâu rồi? Bỏ hồi năm ngoái rồi. Bỏ năm ngoái tới giờ không về luôn? Không về, mà Tết này cũng về không anh? Không biết Tết về không hả? Mà tiền bạc là nghe nói là ở ngoài là cũng coi lắm rồi. Dạ, rồi bà lụm hồi sáng giờ được cái gì rồi? Đâu đâu bà dở cho cháu coi coi. Ờ à, lụm đây hả? Ngàn gửi ký. Rồi ngày bà lụm được nhiêu ký? Ờ đâu có lụm ngày. Đi về luôn à. Đi về luôn hả? Có gian xe về luôn. Ờ có gian xe vậy từ đây nhà bà xa không? Từ đây tới nhà bà xa không? Không, cũng xa xa. Đây xuống chợ, bến chợ mình đây là có xe con cháu nó lấy con ngàn. Dạ rồi bà bây giờ bà ở với ai? Ở có mình với con dâu, mà con dâu mà đêm này bà nói nó đi ăn rồi mà tôi về tôi rồi. Rồi bà lụm vậy ngày được bao nhiêu ký? Còn tôi hồi cái kia hồi nãy chắc được cũng mới hai ba ký mấy chú đóng cho nữa đi ha. Dạ. Rồi cái này đây cũng mấy nữa cũng được ba bốn ký. Dạ rồi bà đi bao lâu rồi bà chưa về? Dạ. Không có quên coi cho cháu hỏi là con của bà đi bao lâu rồi chưa về? Bây giờ năm rồi. Năm rồi hả? Tới giờ chưa về luôn. Chưa về, nó không có lấy gì, nó tiền bạc không phải là nó không có gửi, nó gửi gì cho vợ nó với cho con nó thôi chứ bác này nó không có gửi. Bà hai người con luôn. Hai người con đi làm ăn xa hết. Rồi. Nó không có gửi, nó phải nó gửi nữa. Dạ. Nó hồ mà cầm chân á mà cái lớn đó. Bây giờ học không có tử rửa con cứ niệm Phật đi cho mặt là mang ngày nào lấy con niệm Phật không à chứ không có nói mấy nhỏ kia nói bà dễ quá gặp người ta chuẩn bị không nó cũng muốn lắm chứ mà gặp nó không muốn gì sao thân thiết là nó dạ trời nó cũng muốn lắm mà nó không được làm sao giờ dạ chữ nó gì tụ nghiệp có thằng cái út nữa à. Dạ. 42 là cái này nó 42 nó tuổi thích con chó. Còn người con kia là nhiêu tuổi? Con kia là năm con về năm nay nó 56 rồi. 56 rồi. Gái hả? Còn con gái hai con gái 41 hay 42 nữa là nó chết rồi. Dạ. Ý là con cho chó hỏi là hai người còn sống kìa là có chồng có vợ rồi đi làm ăn xa lâu quá mà chưa về thăm bà hả? Thằng kia thì nó tự thúc nó đi mà đặng nó nuôi vợ nuôi con nó mà yeah. Thất bại này kia nọ ha. Yeah. Nó chơi bời nó chơi xấu. Dạ. Cái rồi còn con gái kia thì nó hiện ra chỉ còn cái này là con yeah. Nước cái nó wow, mà chết năm nửa năm mà nó chưa xuống nữa. Chưa thấy xuống năm luôn. Ừ, nó mèo. Nó chưa nửa năm. Ý là cũng khổ hả bà? Khổ lắm rồi. Wow. Bác ấy thì nhờ người ta ở xóm diện đó người ta nói này kia nói rồi tiền thiện người ta cho dạ yeah. Cho ăn hàng tháng nữa con còn yeah. Cái này thì mình kiếm thêm dạ yeah. Đó vậy đó con bà cũng lì lụm dây chai chứ cũng đâu có không, làm cái gì ấy đâu hả lụm dây chai yếu thì ở nhà rồi như vậy một ngày bà bán được bao nhiêu tiền dây chai cái này với vài chục ngàn chứ gì mấy chục hai chục ngàn vài chục ngàn là nhiều khi 90 ngàn là cũng gọi là vài chục á mà có 20 ngàn à? Không dây chai này được 20 ngàn, thấy không? 20 ngàn vậy là một tháng bà được 60 ngàn. Ủa tháng được 600 ngàn. Ngày 20
ngày 20. Ngày mấy có lượng trường học đi lên tới nào nữa, lượng trường học thì có 10.000 à. Dạ. Đó, trời ơi. Rồi bà đi một ngày tầm cỡ bao nhiêu cây số ạ? À? Không có đâu. Dạ. Dạ. Đó, vừa đi lên chỗ bãi cát là con nó nằm ở ngoài ngoài đường cũ không? Dạ. Con cháu nó nằm ở ngoài. Dạ. Nó không có đi đâu, con cháu ra ngoài. Dạ. Nó không có. Rồi lúc nghỉ đi Dũng ơi, trời ơi, nghỉ lấy gì nó không có gì làm sao? Không? Dạ. Cái ăn thì ít thiệt mà cái thuốc thì nhiều. Dạ, cái ăn ở ít, bà bị bệnh gì, muốn thuốc? Bị khối xương sống. Khối u xương sống hay sao hay cái gì? Khối u xương sống. Đó. Khối u xương sống, rồi nó nhức không bà? Nó nhức không? Nó nhức cái ăn chịu, hôm trước cái ăn thì ăn chịu cái món rau gì đó. Dạ. Ba bốn món là ăn đâu cũng 5-10 ngày sao cái nó hết nhức phải hết. Dạ. Dạ. Bây giờ xong bữa nay cái nó đáo lại. Dạ, đáo nữa. Đáo lại mà bắt ăn một qua rồi, thịt rồi, thịt rau rồi thì hôm nay sẽ im. Im, rồi im. Rồi đi đi khám một lần xuống tiền nhiều không bà? Không có khám, già rồi chết nằm ở nhà chết cơ. Trời ơi, sao đi khám? Con, chết nằm ở nhà chết chứ không có đi. Con dâu nó đâu có nướng gì con gái của mình nữa, mà con gái chỉ như thế gì. Dạ. Gì nó lo trong nhà nó được với con đó. Dạ. Mà Phật thờ Phật thiểu muốn chết rồi, Phật thờ chịu lắm. Rồi, nó khôn lên rồi. Rồi cái nhà bà to không bà? Nhà to hả? Nhà bà bự không? Nhỏ quá. Nhỏ hả? Rồi cho con ở nhà bà chơi, chở bà về luôn. Không, được không? Bà lượm lên này. Ý là xong rồi bữa nay con chở bà về nhà luôn. Rồi có gì con gửi cái chi phí bữa nay bà lượm được nhiêu con gửi lên gấp 4 gấp 5 lần được ha. Ừ. Được không? Thôi đi con mất công quá. Nhiều mất công sao? Mất công là con đi ha. Không, không có gì. Không có gì. Đi xuống đó thôi chứ quay về hả? Dạ đi xuống đó rồi con lại tìm hiểu nhà bà chơi rồi xong rồi. Trời. Thì giống như cái này thì bà nói bà lụm ngày 20.000 thì không có nữa, ngày không hết ngàn. Con trả bà gấp 5 lần. Con trả bà gấp 5 lần. Ha. Rồi bà lại đây đi con chở bà về nhà bà chơi ha. Để con hỏi thêm ha. Dạ. Để xe con để nắng. Chào quý khán giả nha. Thì cụ bà nè, 65 tuổi nè quý khán giả. Đâu chúc cho con cháu hơn nha. Sao bà? Cho bà như giờ cho nhưng mà cho nhưng mà cầu chúc con phải chúng việc may mắn. Dạ. Bây giờ. Dạ. Không thì con gặp bà thì là ví dụ con là tìm hiểu cái hoàn cảnh bà thêm thôi chứ con thì con cũng làm bên YouTube á thì con đi con thấy bà 85 tuổi rồi bà còn lặn lội mà đi kiếm tiền như vậy con thấy con xót lắm. Bà thì cũng giống như là ngoại với nội của con mà ngoại với nội con thì bây giờ đâu có còn đâu. Thì con coi bà cũng giống như ngoại với nội con thôi. Rồi để đây đi bà. Có gì đâu. Để nè. Không không sao đâu. Rớt con thường cho. Lên đi ngoại. Lên luôn. Ôm gan luôn hết luôn. Coi chừng té. Lên luôn ngoại. Không sao đâu. Rớt con thường cho. Con thiếu gì tiền. Dạ ngoại yên tâm đi. Con thiếu gì tiền. Rớt con thường cho. Dạ. Rồi chưa ngoại. Ôm sát vô ngoại. Dạ. Thì sao ạ? Thì sao? Dạ. Rồi em chắc chưa? Em chắc chưa? Ngoại. Chắc chưa? Hả? Chắc chưa? Rồi để con chở ngoài về. Dạ thì thời gian mình ngoại thì cũng về tới nhà quý khán giả. Hiện nay để vô nhà ngoại coi. Dạ vô nhà luôn. Rồi có gì đãi con ăn không? Nó bụng rồi. Khô héo hả? À, rồi ơi. Dạ. Đây hả ngoại? Dạ. Này ngoại. Đây bác cảm ơn con nha. Dạ. Thôi bác. Con ở đây gần chuối thăm bà thôi. Bác thì chụm củi không con? Hà Tĩnh không có chụm máy. Sao ạ? À? Hả? Sao? Chụm kia nó tốn điện con. Tốn điện hả? Dạ tốn điện con.
rồi mình bác chùm củi. Chùm củi đó vừa hồi năm ngoái người ta đốn mà đằng rồi đó giờ gần sát lên người ta kêu cho nè. Dạ. Vừa chùm năm ngoái năm nay mà còn sao mà không chùm bếp ga mà chùm củi bà? Có mất nó mà chùm tầm bậy ha. Dạ. Chùm tầm bậy cái rồi mình thoát ra vô. Dạ. Có mất nó mờ lắm con. Dạ. Nó có mất nó mờ. Mờ ha. Ừ nó mờ. Nó mờ mà nó có sống cống gì cộm gì cho ngang ngồi chân như ấy vậy thôi. Dạ. Được ở ngoài. Ngồi đi, đây là nhà của ngoại nè. Nhà của ngoại nè. Đó. Đó không ai bỏ ai cho gì á. Khỏi hỏi. Dạ. Bà cứ lên cái bà đi dọc đường bà thấy gì cái bà lấy đi, khỏi thấy bị quen thuộc quá. Dạ. Không có hỏi không gì cả. Quen thuộc quá. Con cháu nó biết mình rồi. Dạ. Quen đây tôi thấy rạch hay là tôi nói nhà tôi ở chảnh hồi đó tại miễu tôi nói nghe quen thuộc hết trơn đó mà giờ có hoàn cảnh của bác nó quá nghèo quá nghèo ra. Dạ bà cứ ngồi nằm ngồi giống đi bà để con hỏi một tí đó, ha. Rồi lúc mà còn trẻ là bà làm nghề gì bà? Trời ơi nói không lẽ con cười bác chứ hai đứa gái với bác là chuyên môn là bằng bánh không á. Bánh gì bà? Bánh bò, bánh đất trần, trưa thì bán bánh đất trần, dạ. Sáng thì bán bánh da lợn, dạ. Bánh bánh chuối, dạ. Bữa thứ đó bánh bò, bánh bò sớm, bánh bò gì bác cũng dành hết trơn. Dạ. Còn mà có cái nghề đang ăn chứ không có công dụng nữa. Dạ. Tính là vậy không á. Rồi bây giờ bà còn làm bánh được không? Không. Bây giờ quên hết trơn. Quên. Bánh mà lên ba sấy vậy. Là bánh thửng phải không? Không bánh thửng biết mà ta nói giờ quên tóm mấy rồi ta nói quên. Vô gia rồi còn quên ăn cơm nữa. Dạ bây giờ quên mà có người làm công thức sẵn rồi bà canh nướng được không? Không à. Bác ăn chứ nó không ăn chung với bác rồi. Không ý là cháu hỏi là bây giờ giống như bột trộn nguyên liệu rồi hết à ha. Rồi cho bà tự thao tác bà làm bà còn nhớ làm không, được không? Không nhớ đâu không nhớ. Quên chưa à. Mà trơn 85 giờ quên cách đây lâu chưa bà? Lâu rồi. Lâu hả? Lâu là bao lâu? Hôm năm ngoái thì quên ít, năm nay quên nhiều. Quên nhiều luôn? Quên nhiều. Dạ. Muốn đi vô mặn gì hay vô chổng cái chân hững rồi. Dạ. Cái quầy ra. Dạ. Quầy ra cái nghiệm chút á. Trời ơi, tính lấy đồ cơm nặng vô nấu cơm ăn mà quên nha. Dạ. Đó, mà bây giờ cái nồi cơm mà nấu có lo ăn dung mà ăn sớm mơ buổi chiều. Dạ. Bưng luôn hai tay luôn. Rồi ông mất lâu chưa bà? Ông mất hồi năm đó, ông 52. Ông 52 còn bác thì mới 47. 47 hả? 47, vậy là ông 52. Dạ, vậy ông cũng mất hồi nay cũng mấy chục năm ha. Ông mất hồi năm 85 hay 84 vậy. Thằng nhỏ đi cái vụ. Dạ. Thằng thứ hai đi cái vụ giờ nó thành thuộc hết trơn rồi. Dạ. Dù nó ở. Dạ. Rồi dưới kia không biết. Dạ. Yeah. Rồi cho chị dẫn ông ra đây ông quay chiếc đỏ cạnh kia đây. Dạ. Rồi chị chị cho em hỏi mà bà ở đây là bà khó khăn lắm hả chị? Dạ. Dạ dạ đợi chị đợi chút thôi. Dạ. Rồi người đi chút chú đợi mà. Dạ, cấp nãy quay lại kêu quay gia đình chỗ. Dạ thì con hứa với bà ha, thì hôm nay con hứa với bà là cái bà làm một ngày á, bà lụm ve chai này là 20.000 ha. À, hôm nay con kêu bà về. Ừ, mấy ngàn cũng có đó. Dạ thì con làm tròn là 20.000 ha. Thì con hứa với bà là con gửi cho bà gấp 5 lần. Đây là cái quà của con là giống như cái này của ít lòng nhiều ha. Cái này là số tiền của con thì con gửi cho bà giống như bà muốn mua cái gì bà dùng thì bà dùng ha bà. Dạ. Con cháu nói dạ. Thì bác không có nghĩ gì hết trơn. Con cho dạ. Người ta đi đường á, người ta nói giờ còn 200 bát ơi, bác lấy mua gì xôi bánh gì ăn. Dạ. Lòng ít gì nhiều gì con dạ. Con cho như thì bác chấp nhiêu mà chứ bác không có nói gì. Không, cái này con tặng giống như tặng quà quà tặng quà, tặng quà Tết chứ không có nói cho. 200.000 ha. Dạ. Vậy bác mang ơn con. Dạ không có gì thì thôi cũng tới đây thì chuẩn bị tới Tết rồi ha. Thì con chúc bà sang năm mới con được sức khỏe. Con nhà bác đó đó con. Dạ. Bác thì ngủ ở dưới con nhỏ cháu con nội ra thiện gái nó mới có 16. Dạ. Nó ngủ ở trên nó đi bán đồ tập quá cho người ta. Dạ. Bán đồ tập quá người ta.
Cái ba bữa tết nó không có tiền nó. Nó bằng chứ bữa 30 rồi nó về 100, 100 thôi con. Dạ. 100. Mình có 16 tuổi. Trời ơi, tôi thấy nó không có tiền học ổn thiệt ổn vô con ơi. Ủa? Nó nghỉ lâu chưa? Nghỉ lâu, nó học có lớp 5 tiền không có. Thánh thần ô, nó đẹp, trời ơi thôi. Mà ở chung với bà hay gì? Ở chung. Ở chung. Không có tiền đi học hả? Ở chung mà. Con mẹ nó không tử tế chứ. Chờ dựng ba nó không gửi tiền gì, dựng đi kiếm nó ăn. Thầy kệ, bác con thả luôn. Bác con thả luôn rồi. Thôi, con mình không gửi tiền gì. Trong nhà yếu đuối gì thì nhờ con đó đi ha. Nó đi rồi, ở nhà hô lên rồi hay là tay chân bớt, tha dầu này kia nọ, đánh này kia nọ ha. Dạ. Đó con, con thì không cho học thì cũng ngủ rồi ơi, mà nó rỗng rảnh mà. Dạ. Mấy đứa này thương hết trơn. Dạ. Mấy đứa có trai này. Mà giờ có trong nhà không? Không, nó đi bán. Đi bán hả? Đi bán. Tối ngày nó không ra ngoài. Dạ. Mà đi bán gì bà? Bán đồ vải, quần áo cỡ tết này nè. Dạ. Cái 30 là mới nghỉ rồi. Dạ. Rồi ta cho trả tiền. Thôi thì con cũng chúc lại bước sang năm mới giờ sức khỏe ha. Dạ. Con cũng đi chứ cũng khỏe ha. Dạ. May mắn ha. Dạ. May mắn à ngang. Dạ. Rồi. Con cháu nào cho tôi cũng nói may mắn. Dạ. Cái chú trong nhà mới gật đầu, chá gật đầu, tôi nói may mắn ngang. Dạ. Đây để tới Tết phải gặp ngang. Dạ. Tôi gặp có điều may mắn ha ngang. Dạ. Đó. Dạ con chào ngoại nha. Dạ bye bye, chúc ngoại sức khỏe ha. Dạ ông bà chào ngoại. Biết nhà bác rồi. Dạ dạ con khi nào rảnh con xuống ha.